Và hi, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastkê. Thì mình rất là may mắn khi mà có được cái con Mi 11. Hôm trước thì mình cũng có đi sự kiện rồi, anh em có thể theo dõi là mình cũng có phỏng vấn anh Tony Phùng. Cũng như là mình cũng có trên tay con K40 luôn. Đây chính là con mà mình sẽ tặng các bạn nhá. Các bạn nhớ lưu ý là xem lại video cũ, mình cũng có nói mini game. Mình sẽ ghim ở trên chữ Y ở trên bên này nhá, các bạn có thể theo dõi. Rồi, và video clip hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn tại sao mình lại để trên bàn hai cái con này. Thì do là Mi 11 ấy, khi mà các bạn đi sự kiện ấy, các bạn lắng nghe những người ở trên họ nói về cái sản phẩm của mình thì các bạn cũng có thể hiểu được những cái ưu điểm cũng như là nhược điểm. Thì cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay để xem là những cái ưu điểm, nhược điểm của hai con này, để xem là các bạn bỏ tiền ra, các bạn được cái gì và mất gì nhá. Cùng bắt đầu thôi. Ok, và điều đầu tiên khi mà người dùng chúng ta nghĩ gì. Thì hôm bữa ấy, mình còn có nhấn mạnh luôn là khi mà mình đi sự kiện ấy, thì hôm đấy sự kiện chỉ có khoảng 3 bạn nữ thôi, còn hầu hết là các bạn nam luôn. Như vậy thì Xiaomi Mi 11 ấy, họ đang không biết là họ đang nhắm đến những cái bạn nam hay là cả bạn nữ nữa. Tuy nhiên thì mình mong muốn là Xiaomi Mi 11 sau này là Mi 12 nhá, họ sẽ lắng nghe người dùng, những bạn nữ nhiều hơn. Khi mà cái thương hiệu của họ, họ vẫn chưa hợp tác với những cái người nổi tiếng nào hết. Mình mong muốn là Xiaomi sau này sẽ hợp tác với những cái người nổi tiếng, ca sĩ chẳng hạn. Các bạn có thể thấy được cái sự thành công của BTS hay là Sơn Tùng MTV ấy, thì các bạn có thể thấy là mình mong muốn là sau này sẽ mời những người nổi tiếng giới thiệu cho sản phẩm của họ nhiều hơn. Rồi, còn nói về K40 thì sao? K40 thì nổi tiếng với cái sự là cấu hình cao và chip khủng rồi. Chúng ta có thể thấy là K40 sẽ phù hợp với nhiều anh em chúng ta nhiều hơn. Các bạn nữ thì khi mà nói đến K40 ấy, thì các bạn sẽ hơi ngại. Cũng như là khi mà mua cho gia đình của chính chúng ta, thì bây giờ K40 vẫn chưa có ROM quốc tế nhá. Chúng ta lại phải đợi thôi. Khi nào mà cái phiên bản này có mang tên là Poco X3 Pro gì đó ra thị trường quốc tế thì chúng ta mới có những cái bản ROM quốc tế úp vào đây. Như vậy thì về cơ bản ấy, hai con máy này sẽ nhắm đến đối tượng là các bạn nam nhiều hơn. Tuy nhiên thì mình mong muốn là Mi 11 họ sẽ lột xác hoàn toàn. Sau này ấy, họ sẽ lột xác hoàn toàn cái thương hiệu của họ. Họ sẽ nhấn mạnh về những cái phiên bản dành cho các bạn nữ cũng như là các bạn nam. Đó, kiểu như là chúng ta có thể sử dụng mà cả nam cả nữ đều sử dụng được. Và thương hiệu này không gắn mác là những cái con chip mà cấu hình cao, giá rẻ nữa. Rồi, nói về thương hiệu thế đủ rồi, chúng ta sẽ nói về những cái cấu hình bên trong nào. Thì mình ở đây, mình có trải nghiệm cái con máy này trên hai tựa game chính là Genshin Impact cũng như là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Thì Genshin Impact nhá, khi mà chúng ta chơi trên chiếc máy này khoảng tầm 5 đến 10 phút thì nó khá là mượt. Tuy nhiên thì cái con chip 888 trong cái chiếc máy này nó có một vấn đề gì đó khá là gây nghiêm trọng. Khi mà cái nhiệt độ của nó cao lên một xíu thì cái chiếc máy của chúng ta sẽ bị giảm hiệu năng một cách đáng kể. Tức là cái con chip này nó thực sự rất mạnh đấy, tuy nhiên thì cái nhiệt độ của nó vẫn đang gặp vấn đề một xíu nhá. Mong rằng là Qualcomm cũng như Xiaomi họ sẽ có những cái bản update để có thể úp cho cái phiên bản chạy chip 888 này được ổn định, mạnh mẽ nhất có thể nhá. Rồi, nói thêm về K40 đi. K40 thì chúng ta sẽ có một con chip 870, mặc dù là hạ cấp, tức là nó không bằng so với 888. Tuy nhiên thì 870 này nó lại chơi game mượt mà cũng như ổn định hơn đáng kể. Tại sao lại có vấn đề này? Tại vì cái phiên bản 870 nó chỉ là một phiên bản nâng cấp nhẹ của 865 Plus thôi. Và 865 Plus thì ngày xưa đến giờ họ đã giải quyết được những cái vấn đề nhiệt độ này, họ giải quyết được vấn đề tối ưu hóa rồi. Nên là khi chơi game chúng ta sẽ có một vấn đề là nó bị giảm cái độ sáng thôi. Tuy nhiên thì cái hiệu năng của nó tổng thể vẫn rất là tốt nhá. Như vậy thì chúng ta chọn hai chiếc máy này thì mình nghĩ khi mà sau này các bạn muốn sử dụng chiếc máy lâu dài ấy, thì mình nghĩ là nên chọn Mi 11. Tại vì K40 ấy, thì sau này họ sẽ có nâng cấp, có hỗ trợ đấy. Tuy nhiên thì không thể nào hỗ trợ bằng những cái chiếc Mi 11 chính hãng này được. Mình nghĩ là khi các bạn nào mà đã thành công rồi, các bạn chuyển từ những cái chiếc Mi Redmi ấy, mà lên được cái dòng Xiaomi, dòng Mi này, dòng cao cấp, thì chúng ta mình nghĩ là nên chọn những cái phiên bản hàng chính hãng để có thể được đáp ứng được những cái nhu cầu cũng như là khi mà sửa chữa thì chúng ta sửa chữa được dễ dàng hơn. Và nói thêm ấy, thì về con chip thì cái con chip 888 này các bạn cứ yên tâm nhá, khoảng tầm khoảng 1 đến 2 tháng nữa thôi là chúng ta đã có những cái bản cập nhật lớn rồi. Và những cái bản cập nhật lớn này họ sẽ giải quyết cái xung nhịp của chiếc máy này. Tiến trình thì nó quá bé và cũng như là cái nhân của nó, nhân đồ họa nó cũng đã được thay đổi, nên là về mặt con chip ấy, những cái tựa game tối ưu nó phải tối ưu hóa tốt hơn. Đó, mình mong rằng là Qualcomm họ cũng sẽ lắng nghe người dùng hơn. Qualcomm thì họ cũng đã lắng nghe và sửa chữa rồi, các bạn yên tâm nhá, họ đang tích cực để có thể làm ra những cái tựa game tương thích với con chip này hơn. Khi mà gần đây những cái tựa game này hiện tại thì chơi trên chiếc máy này nó hơi nóng quá, mình mong rằng là họ sẽ hạ xung nhịp hoặc là làm thế nào đó để có thể chiếc máy này nó xứng đáng là flagship đầu bảng của Xiaomi nhá.
Rồi tiếp theo nữa đó chính là về mặt màn hình của Xiaomi Mi 11 đây, các bạn có thể xem theo dõi nhá. Thì bốn cạnh của nó đang rất là cong và nó khá là giống với cái thiết kế của Huawei. Ngày xưa ấy thì mình có dùng Huawei rồi và mình cũng thấy là cái màn hình của nó vô cùng là đẹp luôn. Nhưng mà chiếc Mi 11 này hiện tại thì nó đã đẹp hơn rất là nhiều rồi. Tại sao? Tại vì Mi 11 họ đã sử dụng cái tấm nền E4 mới của Samsung và chạy trên một cái tần số quét cao 120Hz, cũng như là độ phân giải của nó là 2K nhá. Những cái chiếc máy mà ví dụ như là S21 Ultra thì chúng ta mới có cái phiên bản mà 2K chạy trên 120Hz thôi. Còn riêng Xiaomi là họ đã mặc định như thế rồi. Về vấn đề pin ấy thì mình cũng không thấy mất pin quá nhiều đâu. Các bạn cứ thoải mái sử dụng đi, có cái gì chúng ta sử dụng cái đấy luôn. Và trong đây thì trong phần mềm của Xiaomi cả hai con thì đều có cái tính năng tối ưu hóa cho video. Tức là khi video mà khoảng 60fps thì chúng ta có thể đẩy lên khoảng 90fps. Đấy, nó mượt mà cũng như ổn định hơn. Rồi nói thêm về K40 đi, K40 thì không thua thiệt quá nhiều về màn hình đâu. Khi mà mình sử dụng ấy thì mình mong rằng con này sẽ bán về Việt Nam nhá. Tại sao lại như vậy? Mình muốn rằng là cái dòng Redmi này nó sẽ tiếp cận với các bạn nữ nhiều hơn, tiếp cận với hàng loạt mọi người. Khi mà họ đã sử dụng Redmi mà họ thấy quen rồi, khi sau này những cái bạn trẻ như mình chẳng hạn, họ thành công rồi thì họ sẽ tiếp tục gắn bó với Xiaomi. Như vậy thì dòng Mi nó mới có thể bán chạy được nhá. Đó, mình mong muốn rằng là cái dòng Redmi này sẽ đưa về chính hãng về Việt Nam để các bạn có thể trải nghiệm, các bạn có thể làm quen được với cái hệ điều hành của Xiaomi này, cũng như là một cái tính năng của MIUI có thể mình có thể sử dụng mượt mà, ổn định hơn. Và mình đã thấy được cái máy của mình sử dụng mượt mà rồi thì sau này khi mà đổi máy ấy, chắc chắn các bạn sẽ chọn Xiaomi chứ không phải là chọn những cái dòng thương hiệu khác. Ok, tiếp theo đó chính là về camera đi. Camera thì mình phải nói là Mi 11 họ đầu tư quá nhiều về camera rồi, nên các bạn cứ yên tâm là nếu mà chọn camera thì cứ chọn Mi nhá. Tại vì Redmi ấy, dòng Redmi K40 ấy, thì chụp ảnh mình cảm thấy là nó chưa thực sự là cải tiến quá nhiều so với K30. Nhiều khi các bạn chọn K30 Ultra hay K30 5G ấy thì cái mức độ chụp ảnh của nó vẫn xem với con này thôi, không thay đổi quá nhiều đâu. Rồi nói về thêm về Mi 11 đi, chúng ta sẽ có một cái camera phải gọi là cải tiến hơn rất là nhiều luôn. Chúng ta có thể chụp ảnh và những cái máy ảnh của Mi 11 hiện tại nó cũng đứng ngang hàng 8-10 so với iPhone 12 cũng như là Galaxy S21 Ultra rồi. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhá. Ok, và chúng ta sẽ đến với những cái chi tiết nhỏ nhỏ nào. Nếu các bạn đã dùng K40 mà các bạn chuyển lên Mi 11 thì nó sẽ có thay đổi gì quá nhiều không nhá. Đầu tiên đó chính là về cái cảm biến rung của nó. Và có như là một cái trải nghiệm khi mà chúng ta bấm vào màn phần máy ảnh ấy thì nó hơi rung nhẹ nhẹ lên một chút. Nó mang đến cảm giác khá là tương đồng so với những cái mẫu iPhone, iPhone 12, iPhone 12 Pro. Cũng như là khi mà chúng ta trải nghiệm vuốt cạnh ấy thì nó thậm chí còn không bị chạm nhầm cạnh giống như S21 Ultra nữa cơ. Đó, Xiaomi họ đã lắng nghe người dùng rất là nhiều rồi. Họ đã cải tiến so với những cái phần mềm ngày trước rồi. Đó, thậm chí là màn hình cong như thế này. Đó, một cái màn hình thác nước như này thôi mà chúng ta có thể thấy là trải nghiệm của chúng ta vuốt chạm vào nó vô cùng là mượt mà luôn mà không bị chạm nhầm nữa chứ. Rồi, cải thiện thứ hai mà chúng ta bỏ một cái mức giá mà gấp đôi so với K40 đó chính là về âm thanh loa ngoài. Đó, bạn có thể thấy trên đây, các bạn thấy rõ là có một cái Soundbite Harman Kardon, có nghĩa là một cái âm thanh vòm nổi tiếng của một cái hãng thương hiệu đến từ Ý. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Và cái thương hiệu này thì không nói gì nhiều. Thương hiệu này đó chính là một cái thương hiệu con của AKG của Samsung luôn. Như vậy thì Samsung ngày xưa ấy, họ có những cái loa chất lượng cũng hơi kém. Tuy nhiên thì khi mà hợp tác với AKG thì có thể thấy rằng là không ai chê trách gì đến loa ngoài của Samsung nữa. Mi 11 ấy thì được những cái thương hiệu như Harman Kardon họ đã tinh chỉnh lại cái loa ngoài, nên chúng ta đã có một cái loa ngoài nó thực sự trầm. Khi mà sử dụng loa ngoài của Mi 11 để chơi game này, để xem phim này, thậm chí là nghe nhạc thì chúng ta có thể thấy là cái loa ngoài của nó đáp ứng cho mình rất là nhiều luôn nhá. Các bạn có thể nghe một xíu về cái loa ngoài này, mình sẽ thu âm cho các bạn nghe nhá. Rồi nói thêm về loa ngoài của K40 đi. Tuy là không được tinh chỉnh bởi hãng thương hiệu nào khác, tuy nhiên thì nếu mà người dùng thông thường ấy, khi các bạn sử dụng được K40 thì các bạn có thể thấy là loa của nó cũng đã được hay hơn rất là nhiều rồi. Như vậy thì chúng ta khi mà sử dụng bỏ tiền ra một cái mức tiền cao hơn thì chúng ta thấy được là Mi 11 nó sẽ hơn đứt mọi thứ. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế thì nó mới mang lại thương hiệu cho Mi 11 nhá.
Rồi, khi mà khen quá nhiều rồi thì mình cũng có một vài điểm khá là thất vọng về Mi 11 năm nay. Đó chính là về vấn đề chống nước. Mi 11 thì năm nay không có một cái tiêu chuẩn chống nước nào hết. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là khi chúng ta tháo khe sim ra thì chúng ta sẽ thấy là một cái ron cao su bảo vệ. Như vậy thì Xiaomi họ không công bố về tiêu chuẩn kháng nước nào hết. Tuy nhiên thì chúng ta có thể yên tâm là khi mà lỡ tay đổ nước vào trong máy thì máy cũng có thể sống sót, yên tâm nhá. Rồi, cái điểm trừ tiếp theo đó chính là về mặt Xiaomi Mi 11, chúng ta sẽ có một cái trình gọi điện của Google. Như vậy thì Google thì xưa nay họ đã bị kiện tụng nó khá là nhiều về cái vấn đề mà trải nghiệm người dùng cũng như là về cái vấn đề riêng tư ấy, nên là chúng ta sẽ không có vấn đề ghi âm cuộc gọi. Đó, đây là một điểm khá là thất vọng của Mi 11. Mình mong rằng là sau này họ sẽ update cũng như là họ sẽ có thể thay thế được cái trình gọi điện mặc định của Xiaomi. Đây, cái trình gọi điện mặc định đây, các bạn có thể xem của Mi K40 nhá. Đó, và cái trình gọi điện này thì mình mong rằng là Xiaomi họ sẽ cải tiến nhiều hơn. Trên đây là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về Mi 11. Mình có trải nghiệm Mi 11 chỉ trong khoảng tầm một ngày thôi, 24 giờ thôi, nên các bạn thông cảm nhá. Mình cũng không trải nghiệm được quá nhiều đâu. Tuy nhiên thì về vấn đề cơ bản ấy, Mi 11 họ đã nâng cấp, họ đã nâng tầm cái thương hiệu của mình rồi. Mình mong rằng là Mi 11 họ sẽ Xiaomi họ sẽ lắng nghe người dùng nhiều hơn, họ sẽ tập trung vào những cái bạn nữ nhiều hơn. Khi mà đấy sự kiện thì chúng ta có thể thấy là có 3-4 bạn nữ thôi, nó không quá là nổi trội. Chúng ta có thể thấy là nếu mà sự kiện của Samsung chẳng hạn thì họ sẽ liên hệ nhiều bạn nữ hơn, và trong cái sự kiện thì nó cũng sẽ nâng tầm cái giá trị của mình nhiều hơn về camera này, về trải nghiệm của các bạn nữ. Đó, lắng nghe như thế thì nó sẽ tập trung vào người dùng tốt hơn. Về trải nghiệm thì theo mình như này, nếu các bạn nào mà đã yêu quý thương hiệu của Xiaomi rồi thì các bạn cứ lên nâng cấp cho mình K40. Khi mà các bạn đã nâng cấp K40 ấy, các bạn sử dụng ấy, thì các bạn có thể thấy là những cái giá trị cốt lõi của Xiaomi đã nằm trong đây hết rồi. Các bạn sẽ chọn, các bạn sẽ trải nghiệm nó. Thì sau này khi mà các bạn đã có đủ tiền, các bạn đã thành công rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ đổi sang cái thương hiệu Mi mà chính hãng như Mi 11 hay là Mi 12 sắp tới đây thôi. Một cái trải nghiệm mà phải gọi là đẳng cấp hơn rất là nhiều, từ loa này, từ cảm biến rung này, từ camera cũng như là từ những cái chi tiết nhỏ trong phần mềm. Các bạn hãy sử dụng và các bạn có thể cảm nhận được là Xiaomi họ đã thay đổi những cái chi tiết nhỏ như thế. Họ không cần quá nâng cấp về cái phần chip hay RAM nữa. Họ chỉ lắng nghe người dùng về những cái trải nghiệm thực tế hàng ngày thôi. Còn các bạn chọn máy nào thì đừng quên comment ở phần phía dưới mô tả của video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Còn theo mình ấy thì khi mà mình đang là sinh viên, khi mà đang đi làm mà kiếm được ít tiền thì cứ chọn K40. Sau đó khi mà chúng ta đã thành công rồi, chúng ta đã có nhiều tiền rồi thì cứ nâng cấp lên Mi 11, Mi 12 chính hãng cho mình nhé.